Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tới dâng hương dâng hoa tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen 3 tập thể và 2 cá nhân thuộc Bộ Quốc phòng trong phòng chống dịch COVID-19. Tiếp tục xây dựng cục tác chiến điện tử vững mạnh hiện đại, lực lượng tác chiến điện tử toàn quân nâng cao chất lượng huấn luyện. Quân đội tham gia tích cực vào công tác phòng chống dịch bệnh. Quý vị và các đồng chí đang theo dõi bản tin quân sự quốc phòng của báo Quân đội Nhân dân điện tử. Vừa rồi là một số tin chính có trong bản tin hôm nay. Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 25 tháng 8 năm 1911, 25 tháng 8 năm 2021, sáng 22 tháng 8, tại nhà riêng ở 30 Hoàng Diệu, Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tới dâng hương dâng hoa tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cùng dự lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Đoàn lãnh đạo đã thành kính dâng những nén hương thơm và những đóa hoa tươi thắm để tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến công lao và đức hy sinh quên mình vì dân vì nước của Đại tướng, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Đại tướng đầu tiên, Tổng Tư lệnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam, người cộng sản kiên trung, mẫu mực, một nhà quân sự thiên tài đã hiến trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc Việt Nam. Tiếp đó, đoàn lãnh đạo đã tới tham quan và ghi sổ cảm tưởng tại phòng truyền thống Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cũng trong sáng nay, đoàn đại biểu lãnh đạo Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn tới dâng hương dâng hoa tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong đợt dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát trên địa bàn các tỉnh, thành phố trong cả nước thời gian vừa qua, các cơ quan đơn vị toàn quân đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, chủ động tích cực tham gia phòng chống dịch hiệu quả, được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân đánh giá cao. Ghi nhận thành tích và kịp thời cổ vũ động viên các tập thể cá nhân, ngày 20 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký quyết định số 1417 QĐ-TTG tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 tập thể và 2 cá nhân thuộc Bộ Quốc phòng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Các tập thể được khen thưởng gồm Đội Y học Dự phòng, Cục Hậu cần Quân khu 9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Quân đoàn 4 và Bệnh viện Quân y 4, Cục Hậu cần Quân khu 4. Các cá nhân được khen thưởng gồm Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9, Thượng tá Hoàng Đức Hậu, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Điều trị Kỹ thuật cao, Viện Y sinh Nhiệt đới, Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga. Tại buổi làm việc với Cục Tác chiến điện tử Bộ Tổng tham mưu, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Cục Tác chiến điện tử tiếp tục chủ động tổ chức luyện tập thuần thục các phương án để nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ trinh sát, nắm chắc tình hình trên các địa bàn để có phương án xử lý kịp thời. Tham mưu với Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu về công tác xây dựng tổ chức lực lượng trên các vùng miền, đồng thời tăng cường kiểm tra, hướng dẫn để lực lượng tác chiến điện tử toàn quân ngày càng nâng cao chất lượng huấn luyện. Do dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, đồng chí Tổng tham mưu trưởng yêu cầu Cục Tác chiến điện tử cần làm tốt công tác quán triệt, giáo dục, động viên để cán bộ chiến sĩ xác định tốt trách nhiệm, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, bảo đảm đơn vị an toàn tuyệt đối. Trong tuần qua, nhiều cơ quan đơn vị trong toàn quân tiếp tục tham gia tích cực vào công tác phòng chống dịch COVID-19, như tiến hành xét nghiệm, truy vết, điều trị bệnh nhân, hỗ trợ vật chất kinh phí và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực giúp nhân dân. Lữ đoàn 971 Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần tiếp tục cử 80 cán bộ nhân viên quân y tăng cường vào các tỉnh phía Nam. Lực lượng y tế lần này thuộc các bệnh viện quân y 110, bệnh viện quân y 91, bệnh viện quân y 109 và đều bày tỏ quyết tâm, đoàn kết, tận tâm, tận lực, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Đây là lần thứ hai Tổng cục Hậu cần tổ chức tăng cường lực lượng quân y vào làm nhiệm vụ phòng chống dịch tại các tỉnh phía Nam. Tổng số lực lượng quân y chi viện chống dịch trong giai đoạn mới này là khoảng 1.000 người, kèm theo các trang thiết bị cần thiết sẽ được vận chuyển theo đường hàng không. Để hỗ trợ kịp thời, chia sẻ cùng bà con nhân dân tại các khu vực bị phong tỏa trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Quảng Ngãi tổ chức thực hiện chương trình gian hàng nghĩa tình quân dân. Hàng chục hộ dân thuộc diện nghèo, neo đơn, lao động tự do mất việc làm
đã được địa phương rà soát, lập danh sách nhận quà, bao gồm các thực phẩm thiết yếu như gạo, mì gói, thịt heo, rau củ quả, góp phần san sẻ nỗi khó khăn của bà con khi dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều nông dân tỉnh Đồng Nai gặp nhiều trở ngại trong thu hoạch và tiêu thụ nông sản. Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy quân sự huyện Thống Nhất, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai đã cử bộ đội và dân quân về tận ruộng vườn, giúp đỡ bà con thu hoạch rau xanh và trái cây, đồng thời đưa nông sản ra ngoài các điểm phong tỏa, giúp nông dân bán cho thương lái, vận động các mạnh thường quân thu mua, tổ chức đóng thành từng gói để hỗ trợ các điểm cách ly, các hộ dân gặp khó khăn trong vùng dịch. Tiếp nối chương trình, bằng tình cảm và trách nhiệm, lực lượng bộ đội biên phòng luôn sẵn sàng hỗ trợ người dân đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Army Games và Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự Army, cơ hội quý báu để các quốc gia giao lưu, học hỏi trong tiếp cận và sử dụng các loại vũ khí, trang thiết bị quân sự mới hiện đại. Thời gian qua, lực lượng bộ đội biên phòng các địa phương đã chung sức cùng các cơ quan đơn vị, các ngành chức năng tham gia quản lý, kiểm soát tại các chốt kiểm dịch COVID-19, hỗ trợ những người bệnh, người gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Những hoạt động thiết thực đầy ý nghĩa đó đã góp phần khẳng định mối quan hệ gắn bó, truyền thống tốt đẹp giữa các cán bộ chiến sĩ quân hàm xanh và nhân dân. Trên 50% người dân là đồng bào Khmer, thu nhập chủ yếu từ đi làm thuê, làm mướn. Sau một tháng, địa phương thực hiện các biện pháp giãn cách để phòng chống dịch COVID-19. Cuộc sống của bà con ở hai xã Vĩnh Hải và xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng ngày càng khó khăn vất vả. Nhu yếu phẩm cần thiết cho sinh hoạt đều rất thiếu thốn. Bởi thế, hôm nay, khi nhận được sự giúp đỡ hỗ trợ từ phía các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Vĩnh Hải, ai nấy đều vui mừng phấn khởi. Cảm ơn mấy anh em đồn biên phòng Vĩnh Hải để giúp đỡ tận tình cho anh em chúng tôi được món quà tình nghĩa này, biết ơn và cảm ơn mấy anh em đồn biên phòng. Đặc biệt với đối tượng người già neo đơn, gia đình chính sách đã được đơn vị ưu tiên đến tận nhà để trao quà, đồng thời động viên tuyên truyền để bà con yên tâm chấp hành tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Thời gian vừa qua, đơn vị đã phối hợp và đã vận động được 12 tấn gạo, 10.000 chiếc khẩu trang, 500 chai nước sát khuẩn và 700 thùng mì để phát cho bà con, đã cùng với địa phương là làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ bà con trong phòng chống dịch bệnh. Còn tại địa bàn vùng biên giới của tỉnh Hà Tĩnh, có khoảng gần 900 công dân đang được cách ly tại các khu vực cách ly tập trung. Các đơn vị, đồn, trạm trực thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã tham gia nấu các bữa cơm yêu thương, chia hàng trăm suất ăn, trao tặng đến các công dân đang cách ly tập trung trên địa bàn. Trong suốt thời gian qua, ngoài nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, nơi tuyến đầu biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh còn tăng cường lực lượng quân y cho các địa bàn trọng điểm trong cả nước. Ở nơi phên dậu Tổ quốc, các cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng vẫn còn nằm lán, ngủ rừng, không ngơi nghỉ nhiệm vụ canh giữ bình yên nơi biên giới. Trong những giai đoạn dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, các anh đã thực sự là điểm tựa vững chắc cho nhân dân trên những địa bàn đóng quân. Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2021 là sự kiện thể thao quân sự quốc tế có quy mô lớn, thu hút sự tham gia của nhiều quốc gia. Trong tuần qua, báo Quân đội Nhân dân và báo chí lực lượng vũ trang đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động về hội thao với nhiều tin bài sinh động, hấp dẫn. Trên trang chuyên đề Army Games 2021 của báo Quân đội Nhân dân điện tử có nhiều phóng sự sinh động về các đội tuyển Quân đội Nhân dân Việt Nam sẵn sàng trước trận đấu như bước tới đường đua, bắt mục tiêu ở công viên Patriot. Trang video báo Quân đội Nhân dân điện tử còn thực hiện một chương trình truyền hình đặc biệt trước giờ xung trận, được tường thuật trực tiếp lúc 20 giờ ngày 22 tháng 8 với nhiều hình ảnh ấn tượng đã góp phần cổ vũ tinh thần thi đấu của các đội tuyển Quân đội Nhân dân Việt Nam tham dự Army Games 2021. Ngoài ra, báo Quân đội Nhân dân điện tử còn có nhiều bài viết về hội thao quân sự quốc tế Army Games 2021 thể hiện bằng giao diện long form như mở đường thắng lợi ở đấu trường Army Games và những bài viết thể hiện dưới dạng infographic như điều cần biết về đội tuyển pháo thủ giỏi và khẩu đội súng cối, những phút giây kỳ diệu trong vùng tai nạn. Kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam cũng thường xuyên cập nhật tin tức hàng ngày về Army Games và các phóng sự về hành trình thi đấu của các đội tuyển Quân đội Nhân dân Việt Nam như khi xạ thủ vượt ranh giới, sẵn sàng cho Army Games tại Việt Nam với công tác chuẩn bị chú đáo và tâm lý vững vàng của các đội tuyển.
Thưa quý vị và các đồng chí, Hội thao quân sự quốc tế Army Games là sự kiện đặc biệt kết hợp hoạt động giải trí huấn luyện quân sự và hợp tác quốc tế về kỹ thuật quân sự. Những ngày này, Army Games 2021 đang diễn ra sôi nổi trên 11 quốc gia, trong đó Việt Nam đăng cai hai nội dung xạ thủ bắn tỉa và vùng tai nạn, đồng thời có 18 đội tham gia ở 15 nội dung thi đấu. Việc tham gia Hội thao quân sự quốc tế Army Games góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các quốc gia, là cơ hội để giao lưu, học hỏi, tiếp thu kiến thức kinh nghiệm quý báu, vận dụng trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, nhất là việc tiếp cận và sử dụng các loại vũ khí, trang bị mới hiện đại. Đặc biệt diễn ra đồng thời với Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2021 là Diễn đàn Kỹ thuật quân sự quốc tế Army, một trong những triển lãm hàng đầu về vũ khí, thiết bị kỹ thuật quân sự và thiết bị kỹ thuật chuyên ngành với nhiều mẫu mới hiện đại và trình diễn các chương trình hợp tác khoa học và thương mại. Đây là cơ hội để các nước nói chung và Việt Nam nói riêng có cơ hội hợp tác về quốc phòng và phát triển hợp tác kỹ thuật quân sự quốc tế. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin quân sự quốc phòng của báo Quân đội Nhân dân điện tử. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.